Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật Bản, Việt Nam, khán giả thủ đô đã được thưởng thức chương trình hài kịch Kyogen vào tối ngày 10 tháng 5 năm 2023 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tổ chức biểu diễn kịch Kyogen, là biểu tượng của thủ đô Hà Nội và là một địa điểm quan trọng với mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là địa điểm có ý nghĩa sâu sắc với người dân Nhật Bản, là một trong những nơi Nhật Hoàng và Hoàng hậu, hiện nay là Thượng Hoàng và Hoàng Thái hậu Nhật Bản, đã viếng thăm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 2 năm 2017. Một cái loại hình văn hóa như thế này, nó sẽ càng giúp cho nhân dân hai nước chúng ta hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn và làm cho cái đóng góp vào cái mối quan hệ chung giữa hai nước đã có cái thành công rất lớn trong 50 năm qua và nó sẽ nở hoa và kết trái và sẽ thành công nhiều hơn nữa trong 50 năm tới. Kyogen là thể loại hài kịch đầu tiên ra đời tại Nhật Bản với bề dày truyền thống 650 năm lịch sử. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống mà Nhật Bản tự hào giới thiệu với các bạn bè quốc tế và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Năm nay là 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, là cột mốc quan trọng giữa hai nước và cũng là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn Kyogen tại đất nước các bạn. Chúng tôi rất vinh dự và tin rằng đây sẽ là bước ngoặt để thúc đẩy quan hệ phát triển ngoại giao giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Ông Ogasawara Tadashi, người có 37 năm kinh nghiệm biểu diễn Kyogen trên sân khấu, và con trai ông là anh Ogasawara Hiroki đã có màn thể hiện vô cùng thú vị tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Người Nhật Bản và Việt Nam có điểm tương đồng là yêu thích sự hài hước. Do đó, thông qua chương trình này sẽ mang những điều tốt đẹp để phát triển ngoại giao giữa hai nước, đồng thời gửi đến tiếng cười cho khán giả Việt Nam và những người Nhật đang sinh sống tại thủ đô. Nhân dịp này, ông Ogasawara Tadashi cũng mang theo 20 chiếc mặt nạ Nogaku do chính ông chế tác. Nogaku là tên gọi của nghệ thuật sân khấu truyền thống Nhật Bản, bao gồm kịch no và kyogen. Rất là đặc biệt khi mà được nhìn thật sự là các nghệ nhân Nhật Bản đưa đến đây 20 mặt nạ với các cái biểu cảm và sự tích khác nhau. Thì em thấy nó vừa có cái nét tương đồng mà vừa rất là khác lạ, có nét tương đồng với các cái mặt nạ hài kịch của Việt Nam mà em từng biết và nó cũng rất là Nhật. Khi mà em nhìn và em đọc các cái thông tin ở bên dưới các cái mặt nạ thì em cảm thấy thật sự là rất đặc sắc và em biết là đây là một dịp rất là đặc biệt và hiếm có mà mình được tận mắt chứng kiến, quan sát và được tìm hiểu thêm về cái Kyogen của Nhật. Em thấy rất là vui ạ. Tôi thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa khi mà Việt Nam và Nhật Bản năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và tôi mong rằng là thông qua chương trình này thì quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản càng ngày càng phát triển hơn nữa.